Bị Vu Khống thuê giang hồ truy sát ai đó, danh ca Ngọc Sơn lên tiếng làm rõ vụ việc, bảo vệ danh dự. Hành động này thể hiện rõ sự tinh tế, tôn trọng của Ngọc Sơn dành cho nhiều nghệ sĩ khác. Mới đây, trên trang cá nhân Facebook ca sĩ Ngọc Sơn đăng tải clip nói về sự việc lùm xùm vừa qua. Anh cho biết, như ngày qua anh phải tiếp nhận nhiều luồng thông tin tiêu cực, không đúng sự thật ảnh hưởng lớn đến nam ca sĩ. Cụ thể, ca sĩ Ngọc Sơn cho biết, trên mạng xã hội có thông tin Ngọc Sơn ở phe này, bảo vệ phe kia, thuê giang hồ truy sát ai đó. Tôi xin khẳng định không có chuyện đó, phủ nhận tất cả những điều trên. Tôi thương tất cả anh chị nghệ sĩ như gia đình ruột thịt. Ông Hoàng Nhạc Xiên nhấn mạnh, một lần nữa đang đứng trên trường quay có tổ chứng giám, anh rất yêu thương chị em nghệ sĩ như ruột thịt, không bao giờ đứng một phe cánh nào cả. Từ đó không có trong tim Ngọc Sơn. Từ trước đến giờ ai nói xấu mình đều im lặng và nhận, nhưng sự việc này động chạm đến tình anh thì tôi phải có tiếng nói trước công chúng. Không chỉ để tránh những bình luận đụng chạm đến nghệ sĩ, Ngọc Sơn còn khuyên mọi người hãy mở lòng để sống yêu thương nhau. Hành động này thể hiện rõ sự tinh tế, tôn trọng của Ngọc Sơn dành cho nhiều nghệ sĩ khác. Từ trước đến nay, Ngọc Sơn vốn được giới nghệ sĩ và khán giả yêu mến vì lòng nhân ái cũng như sự nhiệt tình, thân thiện hay giúp đỡ đồng nghiệp cũng như đàn em trong nghề. Dưới bài chia sẻ, nhiều khán giả gửi lời động viên tới ca sĩ Ngọc Sơn qua những dòng bình luận như: Bác ba Ngọc Sơn là một bậc quân tử, bác ba là người sống tình cảm, thân thiện và giàu lòng nhân ái. Bác ba trên cả tuyệt vời. Giờ không ai tin những tin Vu Khống bịa đặt đâu chú sống tốt trời biết, đất biết, bản thân chú, gia đình, những người yêu thương chú biết là được rồi. Còn những người họ ghét mình thì tốt cũng thành xấu. Ai mà ác ý quá anh ba ơi. Anh ba xưa giờ có ghét ai, không thích thì không nói, còn chẳng đôi co qua lại bao giờ. Ngưỡng mộ anh ba vì anh ba luôn lan tỏa tình yêu thương.